Có nhớ không Giang, nhớ không? Đấy, rẽ đấy đúng rồi. Rẽ chỗ Thắng đúng rồi. Bên này, nó cứ dưới này nó mới đổ Thắng Săn ơi. Mới, ở đây, đây này, đoạn này này. Hàng thứ 8. Đây là nó xem. Ở trước nó mới đến nó là đúng rồi, là cuối cùng, cuối cùng. Xong bây giờ vừa nó đổ thêm. Đây, Phủ Tuấn Dũng. Đấy, đẹp trai. Đó, họ cắt như thế cũng là vừa nhỉ. Yeah. Bỏ cái túi ra. Đã có cái hộp rồi. Ừ, có khay rồi. Có cầm hương xuống không đấy? Không không không, không cần bỏ. Không, không phải bỏ ra đâu. Có hương không? Đây này. Bật lửa đó. Đây. Này, cái hoa che mất mặt rồi. Không, bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài nó. Nó nhìn mình bằng vong linh của nó chứ có phải nhìn bằng ảnh đâu. Đây thằng này đang nhìn thấy. Mày nhìn được bằng vong linh chứng tỏ là mày. Bỏ đốt cả cả nóng luôn. Cắt xuống. Đốt hết, đốt hết. Trong sắp cái hàng xóm nữa. Thắng đi trưởng huyện không? Bình thường lần này là có lịch chuẩn bị tiền mới rồi đấy, mày chuẩn bị tiền mới cho bọn tao rồi đấy. Thank you.